trong lăng ông bà Chiểu chính là đại ân nhân của người Công giáo. Ông đã cứu hàng ngàn người Công giáo thoát khỏi lưỡi gươm bắt giết đạo của vua Minh Mạng. Những sự thật thú vị về đạo Công giáo, phần 24. Ông là Thượng Tông Tả Quân Lê Văn Duyệt, khai quốc công thần Triều Nguyễn. Khi vua Minh Mạng lên ngôi đã bắt bớ sát hại người Công giáo Việt Nam rất nhiều. Ông đã tức tốc từ gia đình ra ngay kinh thành Huế và nói đanh thép: chừng nào thần còn sống, bệ hạ không được làm điều ấy. Vì trong di chiếu của vua Gia Long đã chối cho vua Minh Mạng là không được cấm đạo Công giáo. Sau khi ông qua đời, vua Minh Mạng vì chuyện đó và nhiều chuyện khác nữa đã xuống tay trả thù độc ác, cho san bằng mộ của ông, xử trảm hàng loạt con cháu từ 15 tuổi trở lên, nhà cửa mồ mả ông bà bị phá nát, tài sản ruộng đất bị tịch thu. Sau này, mộ ông được xây lại gần cổng thành gia đình ngày xưa, người ta quen gọi là lăng ông, nay là lăng ông bà Chiểu. Ngày 15 tháng 9 hàng năm là ngày giỗ của ông. Nhờ có sự bảo vệ cương quyết của ông mà rất nhiều người Công giáo cha ông chúng ta đã không bị chết. Chúng con là người Công giáo Việt Nam xin đời đời khắc ghi công ơn của ông. Bạn sẽ yêu thích Kinh Thánh hơn nếu like video này và follow.